nay là mùa mà những chai nước hoa chủ điểm nốt hương trà lên ngôi. Mùi trà mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát, dễ chịu mà lại rất là có gu. Hãy cùng mình điểm qua những chai nước hoa chủ điểm nốt hương trà đang rất là hot thời gian gần đây nha. Xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita Perfume nước hoa Vita. Mình đặc biệt yêu thích và sưu tầm khá nhiều chai nước hoa chủ điểm nốt hương trà, đặc biệt là trà xanh. Trong nội dung video ngày hôm nay, hãy cùng mình trò chuyện về 5 chai nước hoa mùi trà đang gây sốt xình xịch thời gian gần đây nha. Đầu tiên không thể nào không nhắc đến chính là Tờ Du Long Ngọc Long Tuyết Sơn Trà đến từ nhà hương Armani. Hãy để mình nói một chút về Đờ Du Long và bộ sưu tập đặc biệt cao cấp đến từ nhà hương Armani này. Đờ Du Long trên tay mình có hai phiên bản thường và phiên bản limited, có nhũ ngọc trái xanh, Soyer The Nacre đang ở trên tay mình đây. Trên tay mình là phiên bản limited có giá thành cao gấp đôi và tương đối khó mua của nhà hương Armani. Hiện nay, bộ sưu tập đặc biệt của Armani này có 3 chai nước hoa, được sản xuất thêm phiên bản giới hạn có nhũ ngọc trai, lần lượt là Pivon Sutro, mẫu đơn Tô Châu, Rose Milano, hoa hồng nước Ý và Đờ Du Long Ngọc Long Tuyết Sơn Trà. Về chai Đờ Du Long này, mình hãy nói đến ưu điểm của nó đầu tiên. Chai nước hoa này là mùi hương tổng hòa giữa trà xanh cùng với trà đen, đem đến cho Đờ Du Long mùi trà rất là rõ mà không có bị vị citrus chua thanh quá đà và tạo nên cái cảm giác giống nước rửa bát. Đờ Du Long là một trong những chai nước hoa mùi trà mà mình đặc biệt yêu mến và cực kỳ phù hợp để sử dụng vào tiết trời mùa hè. Mùi hương của Đờ Du Long thanh mát, tinh tế, nhẹ nhàng và rất là phù hợp với tiết trời nóng bức. Tuy nhiên, Đờ Du Long có một khuyết điểm, đó chính là độ bám tỏa của chai nước hoa này không quá tốt. Không biết mọi người như thế nào, trên da mình thì Đờ Du Long có độ bám tỏa khá là kém. Đờ Du Long bản thường có độ bám tỏa rơi vào khoảng tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ, còn phiên bản limited này độ bám tỏa tốt hơn một chút, rơi vào khoảng tầm 5 đến 6 tiếng đồng hồ ở trên da. Đây là một điểm trừ với một mùi hương trà tuyệt vời mang tên Ngọc Long Tuyết Sơn Trà đến từ thương hiệu Armani. Sau Đờ Du Long không thể nào không nhắc đến The Time đến từ The House of Oud, chai nước hoa mà mình rất là tích cực quảng cáo thời gian gần đây. Mình thì rất là thích cái vị trà xanh tự nhiên, rõ rệt và không có bị citrus nhiều giống như chai Đờ Du Long. Nhưng mà Đờ Du Long lại có độ bám tỏa kém quá. Do đó, nếu mọi người cũng giống như mình, yêu thích chai nước hoa mang tên Đờ Du Long thì rất là nên thử The Time nha. The Time đến từ nhà nước Ý mang tên The House of Oud. Điểm đặc trưng của nhà nước hoa này chính là những chai nước hoa có thiết kế hình quả trứng. Những cái quả trứng thơm tho này được làm thủ công, hoàn toàn bằng tay và chúng ta sẽ không bao giờ bắt gặp hai quả trứng có hình dạng giống hệt nhau. Chai nước hoa này có dung tích là 75ml và nó cũng là chai nước hoa mùi trà mà mình rất là cưng thời gian gần đây. Mình sẽ cùng nhau trải nghiệm mùi hương trà này nha. Trong chai nước hoa mang tên The Time này, thành phần trà xanh được kết hợp cùng với trà ô long, vị trà ngửi rất là rõ, thêm một chút vị ngọt ngọt rất là đặc trưng của trà ô long ở phần hậu vị. Ngoài trà xanh và trà ô long, The Time còn có một số thành phần hoa được thêm vào, ở đây chính là hoa cúc cùng với hoa diên vĩ Irish, làm cho mùi hương này mịn mượt, bông bông. Ở phần dry down của mùi hương này, chúng ta sẽ bắt gặp xạ hương cùng với gỗ, xạ hương musky cùng với Irish hoa diên vĩ, làm cho Đờ Tham rõ mùi trà nhưng lại có độ bám tỏa rất là tốt, rơi vào khoảng tầm 7 đến 8 tiếng đồng hồ ở trên da. Packaging rất là đẹp mắt, mùi hương trà hấp dẫn, tinh tế và thanh lịch. Điểm trừ của The Time đến từ The House of Oud đó chính là chai nước hoa này khá là khó mua. Rất may mắn là thời gian gần đây, The House of Oud đã được mang về Việt Nam với đơn vị phân phối chính hãng và mọi người hoàn toàn có thể thử nguyên lai nước hoa hình quả trứng này của The House of Oud. Sau Đờ Du Long Ngọc Long Tuyết Sơn Trà cùng với The Time, thời gian là vô tận, thì chai nước hoa thứ 3 chính là chai nước hoa có độ bám tỏa tốt nhất ngày hôm nay, Remember Me, hãy nhớ em nhé, đến từ Jovoy Paris. Remember Me là chai nước hoa mùi trà trong truyền thuyết đây mọi người ơi. Chai nước hoa này cực kỳ nổi tiếng với cộng đồng những người chơi nick lâu năm tại Việt Nam. Mùi trà kết hợp cùng với sữa của Remember Me được đánh giá là còn ngon hơn cả chai nước hoa trà sữa đã discontinued mang tên TZK đến từ Maison Martin Margiela.
Remember Me khi mà vừa mới xịt ra ở trên da mình thì chúng ta có thể cảm nhận được vị trà rất là rõ. Trà ở đây được sử dụng là hai loại trà xanh và trà dơ bao mặt te, nhưng mà cái cách kết hợp của nó cùng với sữa khiến cho mình rất là liên tưởng tới trà sữa Phúc Long. Mùi trà ngửi rất là ngậy béo, thêm một chút bột hơi kem kem của xạ hương rất là hấp dẫn. Bởi vì có vanilla nên Remember Me chắc chắn sẽ là mùi trà sữa gợi cảm giác ngọt ngào. Nhưng vị ngọt ở đây nó không bị ngấy một tí nào hết, bởi vì những thành phần thêm vào ở đây gồm có chanh, gừng và cam bergamot, làm cho cái vị ngọt đó nó được dằn lại, ngửi rất là vừa vặn nha mọi người. Vừa ngọt, ngậy béo, nhẹ nhẹ nhưng mà vẫn rất là rõ vị trà. Độ bám tỏa chính là một trong những ưu điểm không thể nào không nhắc đến của Remember Me. Còn với cá nhân mình thì chai nước hoa này nó không có phù hợp với tiết trời nóng bức ở Sài Gòn ở thời điểm hiện tại đâu. Remember Me sẽ phù hợp với tiết trời hơi mát, tiết trời thu đông, hoặc là khi mà bạn làm việc ở trong môi trường máy lạnh thì vài shot Remember Me sẽ đem đến cho bạn cảm giác như là đang thưởng thức một ly trà sữa Phúc Long, ngửi rất là vừa vặn, thơm béo, ngậy ngậy. Chai nước hoa này ở trên da mình nó tạo nên cái cảm giác bột bột phấn phấn, và nó hơi có vị trà ngọt ngọt, rất là cưng nha mọi người. Remember Me, hãy nhớ em nhé, hãy nhớ mùi hương của em, đến từ Trevoy Paris. Chai nước hoa mùi trà thứ tư mình muốn giới thiệu đến với các bạn trong list ngày hôm nay mang tên Fictia, đến từ Nikolai Parfumer Creator. Đây là chai nước hoa khó mua nhất trong list ngày hôm nay. Mình sẽ nói một chút về Nikolai Parfumer Creator. Đây là người thừa kế đời thứ 6 của thương hiệu nước hoa lừng danh Guerlain và là một nữ parfumer. Fictia, nghe cái tên thì mình có thể đoán được chủ điểm của mùi trà này rồi đúng không? Trà kết hợp với quả sung. Tuy nhiên, cảm nhận của mình á thì Fictia nó làm trà dơ bao mặt te kết hợp chung với rất là nhiều hoa. Ở đây là hoa mộc tê Osmanthus. Mùi hoa mộc tạo cảm giác ngậy ngậy, mịn mịn, rất là mượt mà. Và mùi hương này với cảm nhận cá nhân của mình là nó rất là thiên nữ. Về dơ bao mặt te thì đây là một cái loại trà xanh có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là một cái loại trà không chứa caffeine nhưng mà lại rất gây nghiện đối với người chót ngửi thấy cái mùi hương của nó. Mùi trà dơ bao mặt te nó khá khá giống với lại mùi trà đen Black Tea, nhưng mà trà dơ bao mặt te này nó không có đắng mà nó lại hơi khói và nó có chiều sâu hơn so với Black Tea. Khuyết điểm duy nhất của Fictia đến từ Nikolai đó chính là nhà hương này khá là low key và rất là khó mua. Tuy nhiên, đây là một trong những sắc thái trà mà mình đánh giá là nếu mà bạn có cơ hội trải nghiệm thì rất là dễ nghiện. Đến mức mình có một chị khách đã mua một chai Fictia rồi nhưng mà còn nhắn tin hỏi là em ơi, khi nào mà có Fictia thì đặt thêm cho chị một chai nữa để chị backup, bởi vì mùi hương này mịn mượt, nữ tính, ngửi rất rất là dễ yêu. Về Fictia thì độ bám tỏa của chai nước hoa này rơi vào mức độ khá đến tốt, khoảng tầm 6 đến 7 tiếng đồng hồ, và có thể cảm nhận rất là rõ trong tầm 4 tiếng đồng hồ sau khi vừa mới xịt. Sau đó thì mùi hương nó dần dần đi về skin scent. Cảm nhận cá nhân của mình thì cái Fictia này nó hơi thiên nữ, bởi vì nó là trà hoa mộc kết hợp cùng với trái cây, tạo nên cái cảm giác mịn mượt, nữ tính, thanh lịch. Và khi mà sử dụng mùi hương Fictia này thì bạn có thể đảm bảo được là không lo bị đụng hàng. Fictia đến từ Nikolai Parfumer Creator. Và cuối cùng, chai nước hoa thứ 5 cũng là mùi hương được mong chờ nhất trong list trà ngày hôm nay, chính là Key Intensivo phiên bản 88ml đến từ nhà hương Almond J. Key, hơi thở sự sống, là một mùi trà lấy cảm hứng từ Trung Hoa. Đây là một trong 4 mùi hương thuộc bộ sưu tập Four Corners of Dior, 4 góc thế giới, chất lượng cao và có giá thành đắt đỏ, đến từ nhà nick Anh Quốc Almond J. Bộ mùi hương 4 góc thế giới Four Corners of Dior của Almond J thì phải nói là mùi nào cũng hay. Chúng ta có mùi thuốc lá Montabaco, mùi trầm hương Nawab of Oud, mùi da Tessarina và cuối cùng là mùi trà xanh Key, hơi thở của sự sống. Đây là một trong những mùi trà xanh mà mình cưng nhất, mặc dù mình là một người sở hữu rất rất là nhiều nốt hương trà. Key Intensivo trên tay mình là form chai mới 88ml đến từ nhà hương Almond J. Trước đây thì Key Intensivo chỉ có dung tích là 50ml thôi, dẫn đến giá thành của phiên bản Key Intensivo này khá là cao. Sau khi upgrade lên phiên bản mới 88ml thì trải nghiệm của cá nhân mình là phun xương, mịn màng hơn, thủy tinh được
hoàn thiện tốt hơn và cái packaging này mình hoàn toàn rất là vừa ý. Với bản mới Intensivo 88ml này thì chúng ta có thể cảm nhận được mùi trà ở trong chai nước hoa này rất là rõ. Ở phiên bản Parfum 120ml thông thường thì mùi trà kết hợp với hoa, trong đó thành phần hoa ngửi rất là rõ. Hoa mộc tê cùng với hoa cam Orange Blossom làm cho mùi hương nó nhiều hoa hơn, nó bay hơn. Còn với phiên bản Intensivo này, thành phần hoa nó được giảm bớt đi, mùi trà đậm hơn, chát hơn và theo mình là nó unisex ha, cả nam cũng có thể sử dụng được. Bản Intensivo này mùi trà xanh ở đây ngửi rất là rõ, kết hợp cùng với Freshoy Osmose cùng với lại gỗ tạo nên một cái mùi trà đậm đà, dày dặn và rất là có chiều sâu. Với phiên bản Intensivo này được hãng cho biết là nồng độ tinh dầu rơi vào khoảng tầm 45%. Do vậy độ bám tỏa của kỳ Intensivo thì không có điểm nào để chê cả. Mùi trà tinh tế, thanh lịch, đúng chuẩn cung đình, đi kèm với độ bám tỏa rất là tốt. Chả trách mà kỳ Intensivo chính là mùi trà mình cưng nhất trong list ngày hôm nay. Theo mình thấy thì chai nước hoa này giá thành vẫn khá là cao so với lại những cái mùi hương khác làm nốt hương trà sử dụng vào mùa hè. Tuy nhiên đắt thì sắc ra miếng ha. Trong list 5 chai nước hoa mùi trà ngày hôm nay, bạn đã thử qua mùi trà nào chưa và cảm nhận của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với mình ở phần bình luận của video nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem một cái video rất là dài ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video review nước hoa sau.